Việt Hương mặc áo bà ba giản dị đến thăm trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp của tỉnh Bình Phước. Hàng trăm cụ già neo đơn bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của nghệ sĩ hài nổi tiếng. Việt Hương trò chuyện, hỏi han thân tình về cuộc sống của các cụ ở đây. Ông xã Việt Hương là nhạc sĩ Hoài Phương, hiếm hoi mới xuất hiện trước công chúng. Anh mới từ Mỹ về nước chơi, được vợ rủ đi từ thiện chung. Hoài Phương sinh năm 1971, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh được bồi dưỡng âm nhạc từ khi lên 6 tuổi. Năm 1989, Hoài Phương từng đỗ thủ khoa ngành kèn clarinet của Nhạc viện Hà Nội. Chồng Việt Hương biểu diễn thổi kèn saxophone điêu luyện trong chuyến từ thiện. Nhạc sĩ đã 45 tuổi nhưng còn rất trẻ trung và lãng tử. Việt Hương hạnh phúc khi được ông xã ủng hộ hoạt động nghệ thuật và thiện nguyện. Việt Hương còn trao quà là những thực phẩm thiết yếu và một số tiền cho cơ sở đang chăm sóc các cụ già neo đơn. Nhân mùa Vu Lan, nữ nghệ sĩ còn mặc áo dài theo những dòng chữ ý nghĩa. Trăng xưa trăng rụng xuống cầu, cảm thương cha mẹ giải dầu nắng mưa, tưởng nhớ công ơn của cha mẹ. Việt Hương với trang phục truyền thống họa tiết đặc biệt do nhà thiết kế Brian Võ thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.